Chào mừng tất cả quý khách hàng. Đây đó chính là cái quy trình, full quy trình độ body kit của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất 2024. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ quay cận cảnh cho anh chị khi mà LC300 nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản được chuyển sang thành bộ VXL Trung Đông với bản kỷ niệm 70 năm thì nó sẽ đẹp là như thế nào. Nhưng đặc biệt nhất là tất cả sẽ là đồ chính hãng. Đó, 64 hạng mục chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ, cũng như là để xem rằng là chúng ta còn có thể lắp thêm được những cái phụ kiện nào thêm nữa cho Land Cruiser LC300 2024. Xin mời anh chị. Và trước mặt quý anh chị hàng đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser LC300 2024 đã được đưa vào kho, vào dây chuyền của chúng tôi để được lắp đặt 64 hạng mục body kit chính hãng. Anh chị có thể nhìn thấy được là các anh kỹ thuật viên đã tháo ra rồi, đúng không ạ? Nào, tiếp tục nào. Trước khi đi xem chi tiết thì chúng ta phải nói đến 64 chi tiết này đã được chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đúng quy trình tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam để lắp đặt cho quý khách hàng. Ngoài ra thì Land Cruiser thế hệ mới 2024 chúng tôi còn có thêm nhiều phụ kiện, đồ chơi khác nữa. Nói đến hàng chính hãng phân phối thì sẽ là của Toyota Lexus WePath sẽ là đơn vị phân phối nhá. Quay trở lại, đây là ở phần phía đầu xe của Land Cruiser LC300 2024 thì chúng ta sẽ thay đổi gì? Chỉ duy nhất đó chính là cái mặt ca lăng trên này. Lúc nữa thì về phần kết quả như đây Văn Hội cứ nói trước, phần mặt ca lăng trên là chúng ta sẽ giữ lại thôi. Còn toàn bộ ba lớp sốc trước này chúng ta sẽ thay mới. Chúng ta sẽ thay mới. Đây anh chị nhìn thấy không em? Ngay như cái cản trước này, cản trước này tháo ra như thế này. Đây là cản trước của ba lớp sốc trước đấy ạ. Cũng sẽ thay bỏ luôn nhá. Và cái chiếc cản mới đâu rồi? Đây rồi. Anh chị có thể nhìn thấy nhá. Nó sẽ rất nhiều chi tiết khác nhau để chúng ta thay thế. Chúng ta sẽ thay thế vào. Ở phần lót lòng về, anh chị có thể nhìn thấy đây đã được thay, đã được kỹ thuật viên thay rồi. Nhật Bản này, anh chị nhìn thấy Nhật Bản này, tuyệt vời đúng không ạ? Tất cả hàng zin cắm rắc hết, cắm rắc của nhà sản xuất. Ở bên sườn này không chỉ là cái phần lót lòng về này đâu, mà cả cái nẹp này cũng sẽ thay này. Cả nẹp sẽ thay này, ốp gáo gương thay này, ốp gáo gương thay nhá. Bậc bệ lên xuống sẽ thay, lúc nữa Văn Hội sẽ quay chi tiết các bậc bệ. Ở bên trong bậc bệ này sẽ có cái đèn, lúc nữa chúng ta sẽ đến phần khi mà xong kết quả nhá. Phía sau này, phía sau chúng ta toàn bộ ba lớp sốc sau theo xe này cũng sẽ thay. Toàn bộ ba lớp sốc sau này cũng sẽ thay hết nhá. Đây là ba lớp sốc zin theo xe này cũng sẽ được thay bỏ. Đó, ở đằng sau này chúng tôi còn giới thiệu thêm, nếu anh chị có nhu cầu lắp thêm bộ đèn hậu có xi nhan tuần tự, nét đuổi đấy ạ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nữa. Rồi, đây là cái mặt ca lăng trước giữ lại đây. Nhìn như này anh chị biết ngay đúng không? Mặt ca lăng trước này chúng tôi sẽ để cẩn thận và giữ lại luôn. Rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy đây không ạ? Nẹp xi giữa cản trước Nhật Bản này, anh chị nhìn thấy không? Tất cả đều của Lexus WePath, Toyota WePath hết. Đây tiếp tục này, ốp cản trước Nhật Bản này, chung là 64 hạng mục. Đây lót lòng về đã được thay ra nhá. Lót lòng về cũ, lót lòng về cũ thì sẽ không vừa được với cái bộ ba lớp sốc trước thì chúng ta sẽ phải thay ra bằng bộ lót lòng về chính hãng, bằng bộ lót lòng về chính hãng với những cái đường gân rất là khỏe mạnh thể thao luôn. Nhật Bản, cứ Nhật Bản thôi anh chị ạ. À, tất cả trong hãng thì yên tâm lắm. Rồi, ngắm nhìn 64 hạng mục ở đây nữa nào, thì chúng ta sẽ thấy gì nào? Tấm đệm bậc cửa lên xuống, có nghĩa là 64 hạng đây, bậc cửa lên xuống đây, anh chị nhìn đây, bậc cửa lên xuống đây. Rồi chúng ta nói đến 64 hạng mục như là phần ốp cản sau này. Đó, chúng ta nhìn thấy nhá, ốp cản trước đây, ốp cản trước để lắp biển số đây, lót lòng về đây, lót lòng về nhá. Cản sau đây, cản sau được thay mới, thay mới hết luôn. Tại sao lại là gọi 64 hạng mục? 64 hạng mục thì chúng ta sẽ đếm từ những cái bệ của cái bậc lên xuống thể thao ấy, nó sẽ đếm từng chi tiết một để làm sao sẽ đủ 64 hạng mục.
Đó, nó hay ở chỗ đấy đấy ạ. Anh chị nhìn thấy này, tất cả này, Nhật Bản này, xuất xứ này, tất cả tem hàng, mã hàng. Đây là cái bậc để chúng ta chăm chân vào đây, đúng không ạ? Đây cũng sẽ hai vế mà, hai vế sẽ là hai bậc bệ bước chân lên xuống bình thường nhá. Ngắm nhìn tổng quan, đây là khi mà chúng ta tháo ra để lắp đặt, đúng không ạ? Được biết thì Toyota Land Cruiser thì sẽ có giá niêm yết là 4 tỷ 286 triệu đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trang bị khối động cơ 3.5 turbo tahap. Nói đến Land Cruiser thì đây, khối động cơ 3.5 cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với hộp số tự động lên đến 10 cấp, rất khỏe khoắn luôn. Ốp gáo gương sẽ thay nhá, tay nắm cửa này thay luôn này, tay nắm cửa này sẽ thay, có chrome ở đây này. Ở bên trong thì nó nói vui với anh chị rằng là Land Cruiser LC300 thì sẽ có đến hai tùy chọn màu nội thất, đó chính là nội thất đen và nội thất be. Đây là một chiếc nội thất be đúng không ạ? Anh chị nhìn chìa khóa này cũng là Nhật Bản luôn nhá, tất cả luôn, các chi tiết luôn. Đó, hai màu nội thất. Nếu anh chị nào mà yêu thích cái nẹp bước chân cấu đen ấy thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. Khi mở cửa ra đèn LED chữ Land Cruiser sẽ sáng, hoặc là cái đèn dọi này. Một đấy là những cái chi tiết mà Văn Hội đang giới thiệu thêm, là sẽ ngoài 64 hạng mục nhá, nó sẽ dọi thêm cái chữ Land Cruiser xuống mặt đất như thế này nữa. Đó, ở phía đằng sau đây cũng vậy này. Hay như anh chị thích lắp thêm màn hình gối đầu, màn hình gối đầu ở phía sau đúng không ạ? Đó, 64 hạng mục, 64 chi tiết chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị khách hàng trên chiếc Toyota Land Cruiser LC300 model mới nhất 2024, rất tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì anh chị nào mà yêu thêm lò xo Trung Đông nhá, lò xo Trung Đông thì chúng tôi sẽ thay cái lò xo cũ này. Đó, tôi sẽ quay chi tiết để anh chị nhìn được. Đó, sẽ thay cái lò xo nhá, lò xo anh chị nhá. Đấy, rất chi tiết luôn, để chúng ta cập nhật được trên chiếc Toyota Land Cruiser LC300. Ngoài ra ở phía đại lý thì sẽ còn đấy, anh chị nhìn này, đây này, các anh kỹ thuật viên đã đang chuẩn bị để đến cái công đoạn lắp đặt bộ body kit. Anh chị nhìn thấy 64 hạng mục nó nhiều lắm đúng không ạ? Như 4 tay nắm cửa là đã là 4 chi tiết rồi, 6 cái bệ bước chân để lắp lên xuống cũng là 6 rồi, là 10 rồi đúng không ạ? Đó, rất nhiều chi tiết khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là kết quả nào.
chào mừng tất cả quý anh chị Nga. Địa chỉ uy tín để lắp đặt bộ body kit chính hãng Toyota Land Cruiser LC300 Nhật Bản mà lắp đặt thành bản VR Trung Đông bản kỷ niệm 70 năm tại đại lý chính hãng Toyota Thanh Xuân. Hãy liên hệ ngay số hotline ở phía dưới. Văn Hội cũng như đội ngũ tư vấn xe hay và đội ngũ cố vấn, đội ngũ kỹ thuật viên sẽ nhận xe của quý khách hàng, đặt hàng chính hãng Nhật Bản lắp đặt. Chúng tôi đã lắp đặt đến vài trăm chiếc rồi. Tay nghề cực kỳ là nhuần nhuyễn, yên tâm. Hóa đơn, bảo hành mọi thứ là đầy đủ. Bây giờ thì chúng ta đi xem full quy trình lắp đặt bộ body kit VR Trung Đông trên LC300 2024. Cũng như chia sẻ nhanh báo giá lên chị là giá xe niêm yết chỉ có 4 tỷ 286 triệu đồng. Chúng tôi đang có những cái lô mới sẵn xe đủ màu để giao ngay, giao sớm cho anh chị kèm nhiều chương trình ưu đãi dẫn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ.